Mến chào tất cả các em học sinh đến với chương trình dạy học trực tuyến môn tiếng Việt lớp 4. Cô là Lê Hồng Vân, là giáo viên của trường tiểu học An Phong, quận 8. Bây giờ đã là tuần 35 của năm học rồi đấy các em. Chúng ta sắp sửa đến với một kỳ nghỉ hè. Thế các em đã có dự định gì cho kỳ nghỉ hè của mình chưa nào? Nếu chưa, hãy cùng cô đến với tiết ôn tập 1 và 2. Trong tiết ôn tập 1 và 2 này, cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại các bài tập đọc thuộc chủ điểm Khám phá thế giới. Qua đó, các em sẽ có được một số điểm đến thú vị đấy. Bây giờ, hãy cùng cô khám phá các ô số các em nhé. Hãy đến với ô số 1. Các em ạ, ở đây cô có một đoạn văn. Đoạn văn này bị khuyết mất một vài chỗ. Các em hãy giúp cô hoàn chỉnh lại đoạn văn này và cho cô biết đoạn văn này trích trong tác phẩm nào của nhà văn nào các em nhé. Thời gian cho các em là 5 giây. 5 giây bắt đầu nào. Rất dễ phải không nào các em? Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra đáp án các em nhé. Các em có cùng đáp án với cô không nào? Hãy cùng nghe cô đọc lại đoạn văn các em nhé. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hơi hởi nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý. Những câu văn trên đã miêu tả về cảnh đẹp của Sapa thay đổi mùa trong một ngày. Rất thú vị và độc đáo phải không nào các em? Và những câu văn này được trích trong tác phẩm văn xuôi Đường đi Sapa của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Chúc mừng các em đã có đáp án chính xác. Bây giờ hãy cùng cô lật mở các ô số tiếp theo các em nhé. Ở ô số 2 này, cô có một đoạn video clip về hình ảnh. Các em hãy xem gợi ý của đoạn video clip này và cho cô biết đoạn video clip này nhắc chúng ta nhớ đến một bài tập đọc nào của chương trình học kỳ 2 các em nhé. Ta đã dễ dàng nhận ra ngay từ những hình ảnh đầu tiên, đó là nhà thơ của thiếu nhi, nhà thơ Trần Đăng Khoa, cùng với một tập thơ nổi tiếng của ông, đó là tập thơ Góc Sơn và Khoảng Trời. Trong chương trình học kỳ 2, chúng ta đã có dịp tìm hiểu những câu thơ rất thú vị và mang hình ảnh rất ấn tượng. Các em quan sát nhé! Trăng ơi từ đâu đến, hay từ một sân chơi, trăng bay như quả bóng, bạn nào đá lên trời. Đây là những câu thơ rất hay trong bài Trăng ơi từ đâu đến của nhà thơ Trần Đăng Khoa đấy các em. Chúc mừng các em đã tìm ra thêm được một bài tập đọc thuộc chủ điểm khám phá thế giới. Bây giờ hãy cùng cô đến với ô số tiếp theo các em nhé. Trong ô số 3 này, cô có các dữ kiện là những con số. Các em hãy quan sát và cho cô biết những con số này nhắc chúng ta nhớ đến bài tập đọc nào thuộc chương trình học kỳ 2 các em nhé. Thời gian suy nghĩ cho các em là 5 giây. 5 giây bắt đầu nào. Rất dễ phải không nào các em? Các con số này nhắc chúng ta nhớ đến một bài tập đọc rất thú vị đấy. Đó chính là bài tập đọc Hơn 1.000 ngày vòng quanh trái đất theo Trần Diệu Tần và Đỗ Thái. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1519, đoàn thám hiểm của Magellan đã khởi hành từ cảng Sevilla của Tây Ban Nha để khám phá các vùng đất mới. Ông đã khởi hành cùng với 5 chiếc thuyền và ra đi 1083 ngày. Đến ngày 8 tháng 9 năm 1522, ông quay trở về và khi đó chỉ còn lại 1 chiếc thuyền và 18 thủy thủ. Chuyến hành trình kéo dài 1083 ngày này đã giúp cho đoàn thám hiểm hoàn thành sứ mạng của mình, khẳng định được trái đất có hình cầu và tìm ra được Thái Bình Dương cũng như nhiều vùng đất mới. Chúc mừng các em đã hoàn thành được ô số 3. Bây giờ hãy cùng cô khám phá tiếp ô số 4 các em nhé. Ở đây cô có một hình ảnh rất đẹp. Các em hãy quan sát hình ảnh này và cho cô biết hình ảnh này đã gợi cho các em nhớ đến bài tập đọc nào. Rất đơn giản phải không nào các em? Đây là hình ảnh về một dòng sông rất thơ mộng và đó, các em có còn nhớ là dòng sông có tên là gì không nào?
Đó chính là hình ảnh về dòng sông Ngàn Phố ở Hương Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh. Vẻ đẹp của dòng sông Ngàn Phố đã được tác giả Nguyễn Trọng Tạo khắc họa bằng ngòi bút miêu tả rất tinh tế của mình qua bài thơ Dòng Sông Mặc Áo. Ở đây cô có một đoạn thơ, các em hãy giúp cô hoàn chỉnh lại đoạn thơ này nhé. Rất đơn giản phải không nào các em? Những câu thơ này được trích trong đoạn 2 của bài thơ Dòng Sông Mặc Áo đấy. Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra đáp án nào. Dòng sông mặc áo, khuya rồi sông mặc áo đen, nép trong rừng bưởi lặng im đôi bờ, sáng ra thơm đến ngẩn ngơ, dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa, ngước lên bỗng gặp la đà, ngàn hoa bưởi trắng nở nhòa áo ai. Nguyễn Trọng Tạo. Chúc mừng các em đã lật mở được ô số thứ 4. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lật mở ô số 5 các em nhé. Ở ô số 5 này, cô cũng có một đoạn video clip và nhiệm vụ đặt ra cho các em đó chính là các em hãy quan sát video clip và cho cô biết trong đoạn video clip nhắc cho các em nhớ đến bài tập đọc nào. Rất dễ nhận ra ngay từ những hình ảnh đầu tiên phải không nào các em? Đó chính là ngôi đền Angkor Wat của người dân Campuchia đấy các em. Và đó cũng chính là tên của bài tập đọc mà chúng ta được học trong chương trình Khám Phá Thế Giới đấy. Chúc mừng các em đã hoàn thành được ô số 5. Bây giờ hãy cùng cô đến với ô thứ 6 các em nhé. Ở đây cô có ô chữ. Ô chữ của cô gồm 17 ô và các em có một gợi ý như sau. Đây là tên của một loài vật và cũng chính là tên của một bài tập đọc mà các em được học trong chủ điểm Khám Phá Thế Giới. Đừng vội mở sách nhé, bây giờ hãy cùng cô mở các ô chữ của chúng ta nào. Cô nghe loáng thoáng có bạn nói rằng có chữ C, kiểm tra xem có con chữ C không các em nhé. Có đến tận 4 con chữ C đấy các em, chúc mừng các em. Và tiếp theo là gì nào? À, có bạn đoán đó là con chữ N. Hãy cùng cô quan sát xem có con chữ N nào không nhé. Rất xuất sắc, cũng có đến tận 4 con chữ N đấy các em ạ. Và tiếp theo là gì nào? À đúng rồi, con chữ H. Cùng cô kiểm tra xem có con chữ H không các em nhé. Chúng ta có đến 2 con chữ H đấy các em. Có bạn rất xuất sắc đã đoán ra được ô chữ của cô đó chính là con chuồn chuồn nước. Các em có cùng ý kiến với bạn không nào? Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra đáp án xem bạn mình đoán có đúng không nhé. Đúng rồi đấy các em, ô chữ của cô đó chính là con chuồn chuồn nước. Và đây cũng chính là tên của một bài tập đọc mà các em đã được học của nhà văn Nguyễn Thế Hội. Bài văn đã miêu tả về hình ảnh của chú chuồn chuồn nước rất đẹp và rất lung linh nhờ vào tài quan sát và miêu tả của tác giả đấy các em. Chúc mừng các em đã hoàn thành việc lật mở 6 ô số và ở đây cô có một nhiệm vụ nhỏ dành cho các em như sau. Ở đây cô có một cột là tên của các bài tập đọc thuộc chủ điểm Khám Phá Thế Giới và một cột là nội dung chính của bài. Nhiệm vụ của các em là hãy ghép nối thật chính xác các em nhé. Thời gian cho các em là 5 giây. 5 giây bắt đầu nào. Rất đơn giản phải không nào các em? Với bài Đường đi Sa Pa, nội dung chính của chúng ta là gì nào? Các em có còn nhớ không? Đó chính là ca ngợi cảnh đẹp Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến cảnh đẹp đất nước đấy các em ạ. À. Và tiếp theo là bài thơ Trăng ơi từ đâu đến, nội dung chính của bài thơ này là gì nào? Đó chính là thể hiện tình cảm gắn bó với trăng, với quê hương, đất nước. Tiếp theo là bài Hơn 1.000 ngày vòng quanh trái đất. Nội dung chính của bài này là gì?
Đó chính là chuyến thám hiểm của Magellan đã khẳng định trái đất có hình cầu và phát hiện ra Thái Bình Dương cũng như nhiều vùng đất mới. Tiếp theo là bài thơ Dòng sông mặc áo. Các em có còn nhớ nội dung chính không nào? Đó chính là vẻ đẹp của dòng sông ngàn phố thay đổi màu sắc trong ngày như con người thay đổi màu áo đấy các em ạ. Và tiếp theo đó là bài Angkor Wat. Bài Angkor Wat có nội dung chính đó chính là ca ngợi vẻ đẹp của khu đền Angkor Wat của người dân Campuchia đấy các em. Và cuối cùng là bài Con chuồn chuồn nước. Bài Con chuồn chuồn nước miêu tả vẻ đẹp của con chuồn chuồn, thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước. Chúc mừng các em đã hoàn thành được nhiệm vụ nhỏ này nhé. Với phần ôn tập vừa rồi, cô hy vọng các em có thể hệ thống lại kiến thức của các bài tập đọc thuộc chủ điểm khám phá thế giới nhé. Quay trở lại với 6 ô số của chúng ta, hình nền là gì nào? Cô mời các em quan sát. Đó chính là hình nền lạc quan yêu đời đấy các em. Dưới ngòi bút của các nhà văn, nhà thơ, chúng ta đã khám phá ra được rất nhiều điều tuyệt vời xung quanh mình. Và các em hãy luôn nhớ, hãy luôn luôn lạc quan, yêu đời để khám phá thế giới xung quanh chúng ta, các em nhé. Trong chủ điểm lạc quan yêu đời, chúng ta đã được học một số bài trong tiết mở rộng vốn từ rồi đấy các em. Và các em có nhớ các từ ngữ thuộc chủ điểm lạc quan yêu đời là gì không nào? Để ôn lại, chúng ta hãy cùng nhau đến với một vài nhiệm vụ nhỏ sau nhé. Ở đây cô có nhiệm vụ đầu tiên cho các em đó là trong các dòng dưới đây, dòng nào gồm các từ có tiếng lạc nghĩa là vui mừng? Ở đây cô có 4 đáp án lựa chọn. A. Lạc quan, lạc hậu. B. Lạc điệu, lạc đề. C. Lạc quan, lạc thú. Hay D. Lạc điệu, lạc thú. Các em hãy suy nghĩ trong thời gian 5 giây nào. Rất đơn giản phải không nào các em? Cùng cô kiểm tra đáp án nhé. Đáp án A, không phải rồi. Đáp án B, cũng không phải. Thế còn đáp án C thì sao? Đúng rồi đấy các em. Lạc quan, lạc thú, tiếng lạc ở đây có nghĩa là vui mừng đấy các em. Và bây giờ, với hai từ lạc quan, lạc thú, các em hãy lựa chọn để đặt cho mình một câu nhé. Ở đây, cô có một câu mẫu cho các em như sau. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, chúng ta phải luôn lạc quan để vượt qua. Chúc mừng các em đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất. Bây giờ hãy cùng cô đến với nhiệm vụ thứ hai các em nhé. Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta như sau. Trong các từ phức chứa tiếng vui dưới đây, đâu là từ chỉ hoạt động và đâu là từ chỉ cảm giác, tính tình? Các em hãy cùng quan sát nhé. Cô có các từ góp vui, vui nhộn, vui tươi, mua vui, vui chơi, vui vui và vui vẻ. Nhiệm vụ của các em là hãy sắp xếp các từ này vào hai cột tương ứng các em nhé. Thời gian cho các em là 5 giây. 5 giây bắt đầu nào. Rất dễ phải không nào các em? Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra đáp án nhé. Với từ đầu tiên là góp vui. Đó chính là từ chỉ hoạt động đấy các em ạ. Từ vui nhộn là từ chỉ cảm giác, tính tình. Thế còn vui tươi thì sao? Vui tươi có phải chỉ hoạt động không các em nhỉ? Rất tiếc, không phải rồi. Vậy vui tươi là từ chỉ cảm giác, tính tình đấy các em. Còn mua vui thì sao nào? Mua vui chính là từ chỉ hoạt động. Tiếp theo là từ vui chơi. Vui chơi cũng là một từ chỉ hoạt động đấy các em. Và cô có hai từ cuối cùng, vui vui và vui vẻ là hai từ chỉ cảm giác, tính tình đấy các em ạ. Chúc mừng các em đã hoàn thành được phần bài 2 này nhé. Bây giờ, các em hãy lựa chọn một trong các từ ở đây để đặt cho mình một câu thật hay nào. Ở đây, cô có câu mẫu dành cho các em như sau. Với từ góp vui, cô có câu bạn Hào mang quả banh mới mua, góp vui cùng các bạn trong xóm. Tiếp theo là từ vui nhộn, cô có câu trong rạp xiếc, những chú khỉ múa vòng trông thật vui nhộn. Các em hãy chọn từ và đặt một câu thật hay cho mình nhé. Khi vui vẻ hay thoải mái, người ta thường thể hiện thông qua tiếng cười đấy các em. Bây giờ hãy cùng cô giải trí thông qua một clip tràn ngập tiếng cười sau nhé. Three, two, one.
Rất đáng yêu phải không nào các em? Bây giờ các em hãy ghi lại các từ miêu tả tiếng cười trong đoạn clip vừa rồi nhé. Rất dễ phải không nào? Các em hãy cùng quan sát với cô nhé. Cười to, cười sảng khoái, cô có các từ sau: cười khanh khách, cười ha hả, cười ra rả, cười sằn sặc. Ngoài ra còn rất nhiều tiếng cười thể hiện cùng bậc cảm xúc khác nhau đấy các em. Vậy đó là những tiếng cười như thế nào? Các em hãy cùng cô quan sát nhé. Cười nhỏ thể hiện sự thích thú, cô có các từ: cười khúc khích, cười rút rít hay cười khinh khích. Ngoài ra còn có những tiếng cười thể hiện sự đau khổ nữa đấy các em. Và đây là một hình ảnh vui về tiếng cười trong đau khổ. Với các từ vừa rồi, các em hãy lựa chọn lấy một từ và đặt cho mình một câu thật hay nhé. Ở đây, cô có câu mẫu cho các em như sau. Giờ tập kịch, bạn Hào sắm vai Trư Bát Giới khiến đám bạn vui vẻ, cười sằn sặc. Với phần hướng dẫn vừa rồi, cô hy vọng các em có thể hệ thống lại từ ngữ thuộc chủ điểm tình yêu cuộc sống thành bản như sau. Và các em cũng cần vận dụng để đặt câu cho mình thật hay các em nhé. Và đây là phần hướng dẫn tự học dành cho các em tại nhà. Các em hãy xem trước bài ôn tập tiết 3, tiết 4 để tiết học sau của chúng ta thật hiệu quả. Và sắp tới, chúng ta có một kỳ kiểm tra quan trọng là kỳ kiểm tra học kỳ 2. Cô chúc các em học thật tốt và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra của mình nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.